Vâng, xin kính chào quý vị các bạn. Chúng ta lại quay trở lại với kênh ô tô cũ Sài Gòn tại Toyota Hiroshima Tân Cảng. Thì dạo thời gian gần đây thì có rất là nhiều quý anh chị tìm Khánh để hỏi những cái mẫu xe MPV giống như là những con Kia Sedona. Thì bên Khánh vừa mới về một xe đời 2017 nha mọi người, biển số thành phố Hồ Chí Minh, màu trắng. Thì Khánh cũng tranh thủ xe vừa mới làm đẹp Marukuri xong thì quay cho mọi người xem để mọi người cùng đánh giá với Khánh liền nha. Vâng, thì xe này là xe biển số thành phố Hồ Chí Minh. Đầu tiên thì Khánh cũng bật mí cái biển số luôn cho mọi người xem. 50LD08835, xe công ty ha mọi người. Của công ty, một công ty ở Hàn Quốc, ở Việt Nam. Dạ rồi, về phần cụm đèn phía trước thì không có trầy gì cả. Thì sáng Khánh cũng mới cho rửa xe rồi. Sử dụng đèn bi halogen và đèn halogen bình thường ha. Còn đèn cản, đây. Cái bản này là bản thấp, bản thiếu cho nên nó sẽ khác với đèn cản của bản full. Là bản đủ là sử dụng các bóng kèn cầu ở dưới cản. Cái mặt ga lăng nó cũng sẽ khác luôn. Xe đời 2017 nha mọi người. Xe đi 65.000 km. Vâng, và cụm đèn phía bên phải, phim phụ cũng vậy. Đó, xe công ty cho nên mà mọi người yên tâm về cái lý lịch của xe và cũng như là lịch sử sửa chữa bảo hành ở hãng Kia cũng rất là đủ. Rồi, cái phần vỏ ha, phần vỏ còn khá là dày. Đát vỏ là 2019 nha mọi người, đát vỏ là 2019 ha. Đó. Rồi, chúng ta cùng coi cái xung quanh, cái nước sơn xung quanh xe nha. Đó. Nước sơn này cũng khá là ok. Khánh cũng làm Marukuri lại cho nguyên cái con xe rồi. Xe cũng đã được dán phim cách nhiệt nè. Rồi thì đó. Cái phần cửa lùa bên này ha, cửa lùa đều hoạt động bình thường hết nha mọi người. Còn vỏ sao, vỏ sao này thì cái mâm này, mâm này là mâm 18 nha mọi người, mâm 18 inch. Đó, phần cốp sau. Rồi, phần cốp sau ha. Khánh đi nhanh cho mọi người xem luôn cái phần cản. Phần cản này thì Khánh cũng đã cho tháo ra và sơn lại rồi, nó cũng hơi bị trầy xíu dưới cản thôi chứ không gì hết đâu. Mọi người mua xe bên Khánh thì mọi người cũng đã biết rồi đó, thì Toyota Tân Cảng luôn cam kết những cái mẫu xe thu về đều minh bạch và pháp lý rõ ràng hết. Không có đâm đụng, không ngập nước gì cho mọi người luôn và không tua đồng hồ ha. Rồi, ở trong cái phần khoang hành lý cũng rất là rộng luôn nha mọi người. Rất là rộng luôn á. Hành lý của xe Sedona rất là rộng. Thì cái gãy giải ghế này nè, mình có thể linh hoạt được. Mình có thể gập xuống, để kéo ra kéo vô, gập xuống gập lên thì rất là dễ. Xe mà nội thất màu nâu đậm, màu cà phê. Xe cũng đã được trang bị thêm cái camera gear nha mọi người. Rồi, cụm đèn phía sau phải, sau trái, xe sau bên tài. Rồi, không có bị trầy xước gì luôn nha. Đó, cái rồi để Khánh quay cái cầm xe cho mọi người xem. Gầm xe ok hết nha. Mọi người thấy không, cái lường còn bình thường hết nha mọi người, cái lường còn nguyên si hết. Dạ rồi, thì trên tay Khánh đây là đang cầm cái chìa khóa của con Sedona. Thì cái chìa khóa này nó có tích hợp hai cái nút của lùa trên xe. Thì đây là chìa khóa cơ, nó cũng khác với cái con bản đủ là nó có là chìa khóa remote, chìa khóa smart key lúc đề startup. Thì nó sẽ có nút giữ hai bên cửa lùa hai bên ha. Này là bên trái. Đó. Còn đây là bên phải. Rồi. Đó. Cũng khá là tiện lợi, khá là đẹp.
Rồi về phần bên trong nội thất. Về phần bên trong nội thất thì xe này thuộc là một mẫu xe dạng MPV của Kia, thì nó sẽ là một mẫu xe cũng tính gọi là 7 chỗ đó mọi người. Khi mà chúng ta mua bảo hiểm trách nhiệm nhân sự thì cũng phải đóng là 953.000 ha. Nhưng mà vậy được cái là cái phần dãy ghế này nè, chúng ta có đường rảnh đi ở ngoài, đi gia đình, cho chúng ta đi gia đình rất là hợp lý, hoặc là chở đi công vụ hay là chở sếp đi, mua về công ty cũng xử lý chở các sếp đi cũng rất là hợp lý đó mọi người. Về phần trần xe thì cũng chung màu luôn với nội thất luôn ha. À, cái phần ghế này nè thì Khánh đã bọc lại cho mọi người hai cái ghế sau rồi, bọc lại da mới hoàn toàn nha. Thảm simili ha mọi người, thảm simili. Và cái ghế này là ghế kéo tay nha, ghế chỉnh tay, chỉ có ghế tay là chỉnh điện thôi. Rồi cái phần nội thất cửa tài đó, nội thất cửa bên tài ha. Xin mời mọi người vô đánh giá chi tiết chiếc xe này Khánh nha. Xe số km thực tế, số km thực tế là 65.144 cây nha mọi người. Để Khánh đề máy cho mọi người nghe. Vâng, tiếng nổ qua rất là bình thường, rất là êm. Sử dụng xe sử dụng thắng chân nha mọi người, thắng chân đạp ha. Được các tích, các nút bấm nó tích hợp trên đây hết rồi cho chúng ta rồi. Chỉnh gương, chỉnh điện, chỉnh kính đột đầy đủ hết luôn. Vô lăng thì cũng Khánh cũng đã được bọc da lại cho mọi người luôn rồi. Thì trên vô lăng cũng sẽ có các nút bấm hỗ trợ cho chúng ta, cũng như cái này những dạng khác thôi. Và được bọc lại mới. DVD thì cũng được trang bị luôn nha mọi người. Gương chống chói. Đây là cái cần số của xe. Thì cũng khá là chắc tay. Thiết kế của Kia đó khá là chắc tay. Còn cái hộc lạnh nè. Đó. Hộc lạnh khá là rộng ha. Để nước, để đồ, để điện thoại gì cũng rất là ok. Dạ rồi, Khánh xin phép được mời mọi người khoan cái khoang động cơ với Khánh nha. Cái cửa lùa này chúng ta chỉ cần mở giữ lại là nó sẽ giữ trên rồ mó, nó tự đóng lại thôi chứ không gì. Bên kia cũng vậy. Dạ rồi, Khánh mời mọi người chúng ta xem cái khoang động cơ cùng với Khánh. Thì xe được vệ sinh Marukuri lại rồi, cho nên khoang động cơ thì tất nhiên cũng sẽ được làm đẹp và dọn dẹp sạch sẽ lại luôn cho mọi người ha. Bình thì mới thay năm 2021 nha mọi người. Mọi người cứ yên tâm về cái bình ắc quy. Xe thì là mang khối động cơ 2.2 máy dầu nha mọi người. Bản phiên bản 2017. Đó. Sạch sẽ, rất là đẹp luôn. Dạ rồi, logo Kia còn mới ha mọi người. Dạ, Khánh xin phép được sơ lược lại con xe này là xe Kia Sedona, được sản xuất năm 2017. Xe mang biển số thành phố Hồ Chí Minh và lăn bánh được 65.000 km. Một mẫu xe MPV hạng sang. Thì quý anh chị nào đang có dự định mình sở hữu con xe này để mình đi gia đình trong những dịp lễ Tết sắp tới thì hãy liên hệ với Khánh nha. Số điện thoại phía dưới màn hình để Khánh có thể hỗ trợ trực tiếp cho mọi người để chọn cho mình một cái mẫu xe thích hợp và ưng ý. Vâng, và Khánh xin kết thúc video tại đây và xin hẹn gặp lại mọi người vào những video kế tiếp.